3. 221. Chuyện tắm y vàng, tiền thân Kassava. Ai đầy những uế nhiễm? Câu chuyện này, khi ở Kỳ Chiên, bậc đạo sư kể về đời bà Đạt Đa. Một thời, vị tướng quân chánh pháp Xá Lợi Phất sống với 500 tỷ kheo ở Trúc Lâm. Đời bà Đạt Đa sống với hội chúng tỷ kheo theo ác giới tại Gajasisa. Lúc bấy giờ, dân chúng ở Dương Xá thường chung nhau lại để bố thí. Một thương gia đến đây để buôn bán, đem theo một tấm y vàng đượm mùi thơm có giá trị lớn và nói: "Xin hãy cho tôi dự phần và sự cúng dường, tôi xin cúng dường tấm y này." Dân ở thành Dương Xá tổ chức một cuộc bố thí lớn, tất cả những phẩm vật tùy tiện đóng góp đều được phân phát hết, chỉ còn lại tấm y. Quần chúng hội họp lại và bàn tính: "Chỉ còn tấm y đẹp và thơm này, chúng ta sẽ cúng dường cho ai? Cúng cho trưởng lão Xá Lợi Phất hay trưởng lão Đề Bà Đạt Đa?" Một số người nói: "Trưởng lão Xá Lợi Phất chỉ sống ở đây một vài ngày rồi đi tùy theo sở thích. Còn trưởng lão Đề Bà Đạt Đa luôn luôn sống gần thành phố của chúng ta trong lúc may mắn cũng như rủi ro. Chúng ta hãy cúng dường Đề Bà Đạt Đa." Khi so sánh xem nên cúng cho ai giữa hai trưởng lão, thì những người muốn cúng cho Đề Bà Đạt Đa chiếm đa số. Vì vậy, họ cúng dường tấm y ấy cho Đề Bà Đạt Đa. Vị ấy cắt may và nhuộm tấm y vàng. Sau khi hoàn thành, Đề Bà Đạt Đa đắp tấm y ấy. Lúc bấy giờ, có 30 tỷ kheo đi từ Dương Xá về đỉnh lễ bậc đạo sư. Sau khi nói những lời chào đón hỏi thăm, các tỷ kheo báo tin ấy cho bậc đạo sư. Bạch Thế Tôn, Đề Bà Đạt Đa tự mình không xứng đáng, lại đắp biểu tượng của A-La-Hán. Bậc đạo sư nói: "Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa không xứng đáng đắp biểu tượng của bậc A-La-Hán. Thuở trước, Đề Bà Đạt Đa cũng đã như vậy rồi." Rồi bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Tramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm voi trong một đàn voi ở khu vực Tuyết Sơn. Khi đến tuổi trưởng thành, Bồ Tát là chúa đàn cùng với 80 con voi sống ở trong rừng. Một người nghèo khổ sống ở Ba La Nại thấy các thợ ngà tại một con đường đang làm các loại vòng tay vân vân bằng ngà, liền hỏi: "Nếu ta có ngà voi, các người có mua không?" Họ nói: "Vâng, chúng tôi sẽ mua." Rồi anh ta cầm binh khí, mặc một tấm vải vàng, giả dạng một vị Phật độc giác, buộc một búi tóc giả, đứng nấp tại con đường voi đi, dùng binh khí giết voi, lấy ngà bán tại Ba La Nại và sinh sống với cách ấy. Ngày này qua ngày khác, khi đàn voi đi qua, anh ta chỉ rình giết con voi đi cuối cùng đàn voi do Bồ Tát làm chủ. Với thời gian, số voi dần dần giảm thiểu, và chúng hỏi Bồ Tát vì nguyên nhân gì số voi giảm thiểu. Bồ Tát tìm hiểu và suy nghĩ: "Có thể một người nào đó đội lốt độc giác Phật đứng ở cuối đường các con voi đi qua, có thể nó đã giết các con voi. Ta sẽ tìm cho ra manh mối." Một hôm, Bồ Tát cho các con voi đi đầu và mình đi sau cùng. Người ấy thấy Bồ Tát liền cầm binh khí xông ra. Bồ Tát quay lại, đứng dương dòi ra và nghĩ: "Ta sẽ quật nó ngã xuống đất và giết nó." Nhưng khi thấy tấm áo vàng người ấy mặc, Bồ Tát nghĩ: "Ta phải kính trọng biểu tượng của bậc A-La-Hán mà nó lạm dụng để mặc." Bồ Tát cuốn dòi lại và nói: "Này ngươi, sao ngươi lại mặc biểu tượng của bậc A-La-Hán khi ngươi không xứng đáng mặc?" Rồi Bồ Tát đọc những bài kệ này: "Ai đầy những uế nhiễm lại mặc áo cà sa, tự mình không chế ngự, không tôn trọng sự thật, kẻ ấy không xứng đáng được mặc áo cà sa. Ai gột sạch uế nhiễm, vững vàng trong giới luật, tự mình có chế ngự, biết tôn trọng sự thật, vì ấy thật xứng đáng được mặc áo cà sa." Như vậy, Bồ Tát nói lên những lời giáo hóa này với người ấy, rồi hăm dọa như sau: "Bắt đầu từ nay chớ đến đây nữa, nếu người đến
ngươi sẽ mất mạng. Và Bồ Tát đuổi anh ta đi. Khi bậc đạo sư kể pháp thoại này xong, ngài nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, người giết voi là Đề Bà Đạt Đa, còn chúa voi là ta vậy. 222. Chuyện con khỉ Kulanadiya. Tiền thân Kulanadiya. Đây là lời sư trưởng. Câu chuyện này khi ở Trúc Lâm, bậc đạo sư đã kể về Đề Bà Đạt Đa. Một hôm, các tỷ kheo ngồi tại chính pháp đường bắt đầu nói chuyện. Thưa các thiền giả, Đề Bà Đạt Đa khắc nghiệt, độc ác, tàn nhẫn, thúc đẩy tên tướng cướp hại bậc chánh đẳng giác, rồi vì ấy xô hòn đá, thúc đẩy con voi Nalagiri, không có kham nhẫn từ bi, lân mẫn đối với Đức Như Lai. Bậc đạo sư đến tại chánh pháp đường và hỏi, này các tỷ kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn vấn đề gì? Khi nghe được vấn đề trên, bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không chỉ nay mà trước kia cũng vậy, Đề Bà Đạt Đa đã khắc nghiệt, độc ác, không có từ bi. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh làm con khỉ tên là Nandiya, hoan hỷ, trú ở khu tuyết sơn. Con khỉ em của Bồ Tát tên là Kulanandiya, tiểu hoan hỷ. Cả hai được 800.000 con khỉ dây quanh và sống săn sóc mẹ mù. Chúng đặt mẹ nằm trong bụi cây và đi vào rừng hái những trái cây ngọt vân vân gửi về cho mẹ. Nhưng những con khỉ đem về không đưa trái cây cho bà, nên bà bị đói hành hạ, chỉ còn da bọc xương. Khi về, Bồ Tát nói với mẹ, thưa mẹ, chúng con có gửi cho mẹ các loại trái cây ngon ngọt, sao mẹ ốm yếu thế này? Bà mẹ trả lời, này con thân yêu, mẹ không nhận được gì cả. Bồ Tát suy nghĩ, nếu ta săn sóc đàn khỉ, mẹ ta sẽ chết mất. Ta sẽ rời đàn khỉ để săn sóc cho mẹ ta. Bồ Tát gọi Kulanandiya và nói, này em thân, hãy săn sóc đàn khỉ, còn ta sẽ săn sóc mẹ. Kulanandiya nói, thưa anh, em không thể lo lắng cho đàn khỉ, em muốn săn sóc mẹ. Như vậy, cả hai đều đồng một ý muốn, đi xuống tuyết sơn, lựa một gốc cây bàng tại biên địa làm chỗ trú ẩn và nuôi dưỡng khỉ mẹ. Bấy giờ, một thanh niên Bà La Môn sống ở Ba La Nại, sau khi học tất cả các nghề với một sư trưởng có danh tiếng nhiều phương ở Takasila, anh ta đến xin phép sư trưởng để ra đi. Vì sư trưởng có tài đoán tướng, biết người đệ tử này độc ác, tàn nhẫn, khắc nghiệt, liền nói, này con thân, người độc ác tàn nhẫn sẽ gặp tai nạn đau khổ lớn, còn chớ nên khắc nghiệt, chớ làm gì ác độc để sao phải hối hận. Vị sư trưởng khuyên dạy như vậy, rồi để đệ tử ra đi. Thanh niên ấy đảnh lễ vị sư trưởng, rồi trở về Ba La Nại, và lập gia đình. Anh ta không thể sống với các nghề khác, nên quyết định sống nhờ mũi nhọn cung tên. Anh ta trở thành một người thợ săn, và rời khỏi thành Ba La Nại để kiếm sống tại một làng ở biên địa. Hằng ngày nai nịch với cung tên, anh ta đi vào rừng, giết các loài thú và đem về bán thịt và sống qua ngày. Một hôm, anh ta không săn được gì trong rừng. Khi về, anh ta thấy một cây bàng đứng ở cuối một khoảng rừng trống. Anh ta đi đến hướng cây bàng ấy với hy vọng tìm được vật gì ở đấy. Lúc bấy giờ, hai anh em nhà khỉ đang cho bà mẹ ăn các loại trái ngọt và đặt bà ngồi trên thân cây. Khi thấy người thợ săn đi đến, hai anh em liền núp giữa các cành cây, xem anh ta sẽ làm gì. Con người tàn nhẫn ấy, khi đến gốc cây thấy khỉ mẹ của chúng mù lòa và yếu, liền nghĩ, sao ta lại về tới không? Bắn con khỉ này xong ta sẽ đi. Rồi anh ta liền cầm cung tên để bắn. Thấy vậy, Bồ Tát nói, này em Kulanandiya thân, người này muốn giết mẹ chúng ta. Anh sẽ thay thế mạng sống cho mẹ, sau khi anh chết, em sẽ săn sóc mẹ.
Nói xong, Bồ Tát từ giữa cành cây đi ra và nói, này người kia, chớ có bắn mẹ ta mù và yếu, ta sẽ đổi mạng sống cho mẹ ta, ông chớ giết mẹ ta, hãy giết ta. Sau khi hứa với kẻ ấy, Bồ Tát liền ngồi xuống tại chỗ. Tên thợ săn ấy không có lòng từ, nhắm bắn Bồ Tát ngã xuống, rồi lắp tên cung, định nhắm bắn khỉ mẹ. Kulanandiya thấy vậy suy nghĩ, người độc ác này muốn bắn cả mẹ ta nữa. Nếu mẹ ta sống thêm một ngày, là một ngày mẹ ta tăng thêm tuổi thọ, vậy ta sẽ cứu sống mẹ ta. Nó từ giữa cành cây đi ra và nói, này người kia, chớ giết mẹ ta, ta sẽ chết để cứu được mẹ sống. Hãy bắn ta, bắn cả hai anh em chúng ta để mẹ chúng ta được sống. Sau khi hứa với thợ săn, khỉ em ngồi xuống trong tầm mũi tên. Kẻ săn bắn độc ác giết luôn khỉ em và suy nghĩ, ta còn mấy đứa con ở nhà nữa, ta phải bắn luôn khỉ mẹ để đem thịt về cho chúng. Khi đã hạ sát ba mẹ con khỉ, anh ta mang cả ba xác khỉ trên một đòn gánh và về nhà. Trong lúc ấy, sấm sét nổi lên đánh xuống nhà kẻ độc ác, thiêu cháy vợ con và cả cái nhà. Cái nhà bị sét đánh tiêu rụi, chỉ còn lại bộ sườn nhà và các cây cột tre cháy đen. Tại cổng làng, một người thấy anh ta liền báo tin ấy cho anh ta biết. Quá sầu khổ vì vợ con, ngay tại chỗ anh ta quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả áo mặc trần truồng, hoa tay, khóc than đi vào nhà. Khi ấy, một cây cột bị gãy, rơi xuống và đánh vỡ đầu anh ta. Cùng lúc ấy, đất mở rộng, lửa từ địa ngục A Tỳ phun lên đốt tan xác anh ta. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh ta nhớ lời khuyên giáo của vị sư trưởng. Đây là lời dạy mà Bà La Môn Parasariya đã cho ta. Rồi anh ta than khóc và đọc hai bài kệ này. Đây là lời sư trưởng Parasariya, chớ nên làm điều ác khiến người phải hối tiếc. Việc gì con người làm sẽ thấy nó trên thân. Làm việc lành được lành, làm việc ác gặp ác, như gieo hộp giống nào, đem lại quả giống ấy. Anh ta vừa đọc kệ xong, đất liền vùi lấp anh ta, và ngay lúc ấy, anh ta đọa vào địa ngục A Tỳ, vô gián. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới cây nghiệt độc ác. Ở trước, kẻ ấy cũng đã cây nghiệt độc ác. Không có lòng bi như vậy rồi. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, kẻ đi săn là Đề Bà Đạt Đa, vị sư trưởng danh tiếng nhiều phương là Sariputta, Kulanandiya là Ananda, bà mẹ là Mahapasapati, còn khỉ chúa Mahanandiya là ta vậy. Hai trăm hai mươi ba. Chuyện thức ăn đi đường. Tiền thân Buddha Bhatta. Cung kính người cung kính. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về một điền chủ. Tương truyền, một người điền chủ sống ở thành Xá Vệ có giao thiệp buôn bán với một người điền chủ ở thôn quê. Anh ta đem theo vợ đi đến gặp người có mắc nợ. Người mắc nợ nói,